Xin chào đại gia đình mình ạ. Đây là cam đường canh của nhà mình. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6 dương mọi người nhá. Đây, cam đường canh của nhà mình hiện tại bây giờ đây đã thành thân gỗ này mọi người này. Như cũng vừa xong nói chuyện với cả bác Duy Linh cũng như là tất cả mọi người ấy, có rất là nhiều bác điện quan tâm hỏi trong giai đoạn này thì liệu cam canh đã ổn chưa, đã đậu hoàn toàn chưa. Thì thực sự thì đậu cam canh mà giữ đến giai đoạn này là đến 90% rồi mọi người nhá. Nhưng giai đoạn này thì nó vẫn có nguy cơ là bị rụng, thì chỉ là trường hợp bị sốc nước đấy. Ví dụ như mà các bạn để nó khô hạn quá mà nó gặp mưa rào đấy, thì nó vẫn có khả năng là nó sẽ rụng. Nó chưa an toàn hẳn được 100% đâu mọi người nhá. Nếu như muốn an toàn được một hẳn 100% thì nó phải hết cái tháng 6 dương này thì nó mới gọi là an toàn hẳn. Nhưng mà như cái giai đoạn như bây giờ thì những ai mà biết kỹ thuật thì mọi người cứ giữ ẩm thường xuyên là ăn chặt rồi. Còn đừng để nó bị sốc nước. Đấy là mình chia sẻ với mọi người. Như bây giờ đây, cái cam của nhà mình đây mọi người. Và cái biện pháp thì mọi người giữ ẩm thường xuyên thì rất là khó đúng không ạ? Như năm nay thì nó còn mưa, liên tục mưa rất là nhiều mọi người nhé. Nhưng mọi năm như năm ngoái, tháng này tưới y ọp luôn. Đấy. Tưới không lại được, tưới hôm trước, lúc trước nó khô luôn. Thì biện pháp đó là mình phải để cỏ mọi người ạ. Thì không biết là nhà các bạn thế nào, nhưng nhà mình thì mình để cỏ mọi người. Cỏ tốt luôn. Này mọi người nhìn này. Đấy, cỏ tốt tùm luôn. Mình cứ để cỏ như này. Và hết tháng 6 thì mình mới bắt đầu mình tiến hành mình phát. Đấy. Như đây cam đường canh của nhà mình đây mọi người này. Đấy. Quả đây. Thì trong video hôm nay thì mình cũng chia, thứ nhất là mời mọi người, cũng lâu lắm rồi mình chưa đăng cái video nào lên trên kênh để cho mọi người cùng nhau chia sẻ. Thì trong video hôm nay cũng đăng lên kênh video để mời mọi người tham quan vườn, cũng như là hỏi xem là không biết là cam quýt của nhà các bạn là cam đường canh giai đoạn này là thế nào rồi, đã ổn chưa. Đấy, quả của nhà mình thì giai đoạn như bây giờ đây, quả cũng to nó như thế này. Thì cũng chia sẻ với mọi người là như bác Linh bác hỏi ấy, là giai đoạn này cho ăn được chưa, rồi là ăn như thế nào, rồi là phun thuốc gì, giai đoạn này thì phun những thuốc gì, lên phun những thuốc gì. Đấy, thì xin chia sẻ với mọi người. Thì như ở giai đoạn này, khi cam đường canh quả nó đã đậu rồi thì có xuất hiện bệnh gì thì mọi người phun bệnh đó thôi. Còn mọi người không nên tốn nhiều tiền quá, mọi người phun những cái dòng kích thích hoặc là những cái dòng giữ hoa giữ quả gì nữa cả. Giai đoạn này là nó đã đậu rồi, và mọi người chỉ phun phòng trừ sâu bệnh gì xuất hiện trên vườn thì mọi người phun. Cộng theo là mỗi lần phun thì mọi người phun dưỡng bằng những cái axit amin với cả vi lượng thôi, thuần thôi, để giúp cho cây nó phát triển khỏe mạnh tự nhiên. Mình chỉ bồi bổ thêm một phần nào đó thôi. Còn như bây giờ là quả nó đã đậu, có bệnh gì xuất hiện thì mọi người phun. Như mùa bây giờ là mùa lấm bệnh thì mọi người phòng trừ lấm bệnh, cộng theo là con dẹp kim rất là nhiều, rồi là con mùa sâu của con đục thân, con xén tóc ấy, mọi người phòng trừ. Đấy là về loại thuốc cũng như là cái cách để mọi người phun như bác Duy Linh hỏi. Đấy là xin chia sẻ với mọi người về cái loại thuốc để mọi người phun. Xin chia sẻ với mọi người là cam đường canh như bây giờ là bắt đầu các bạn phải vực cái bộ rễ nó lên rồi. Mọi người biết là cái quá trình cam đường canh là bắt buộc mình chúng ta phải khoanh để giữ quả thì nó mới ở được quả mọi người ạ. Đấy, cái giống cam đường canh nó là vậy. Thì mình phải khoanh vỏ, có nghĩa là mình làm cho bộ rễ cho cây nó yếu đi thì nó mới giữ được quả. Đấy, nói cách khác là làm cho bộ rễ nó yếu đi. Thì bây giờ như quả nó đã đậu rồi. Đấy, thì mọi người phải khắc phục là mọi người sử dụng những cái dòng kích rễ để mọi người phục hồi cái bộ rễ đã. Sau đó mọi người sẽ cho ăn. Thì như bây giờ giai đoạn này thì mọi người lên tưới những cái dòng kích rễ trên thị trường. Một là humic, hai là những dòng kích rễ trên thị trường đó thì mọi người sẽ tưới, và có thể là mọi người sẽ kết hợp cùng mấy đạm cá, trứng ngâm hoặc cá ngâm hoặc là đậu tương ngâm đó. Nhưng mọi người nhớ là mọi người hòa cùng humic hoặc là phân hoặc là cái loại kích rễ trên thị trường khác thì mọi người hòa loãng cái hàm lượng đạm như là đạm cá này, đậu tương ngâm này thì mọi người hòa loãng ra mọi người nhé. Thì một gọi là chỉ là gọi là để phục hồi thôi. Thì 1.000 lít nước mọi người chỉ cho tầm 3 lít cái dịch cá đấy hoặc là dịch ngâm của đậu tương đó mọi người hòa cùng với humic để mọi người tưới thôi, để cho nó gọi là phục hồi từ từ. Chứ giai đoạn này mọi người mà cho ăn phân quá là ngon hoặc là mọi người tưới đậm nó sẽ sốc
tại vì bộ rễ nó vừa mới gọi là phục hồi thôi. Bây giờ vết thương của nó, bây giờ cây nó sai như này thì mình cũng phải cho ăn, nhưng mà mọi người sẽ cho từ từ thôi mọi người nhé, chứ mọi người đừng cho quá nhiều thì nó sẽ vực lên. Còn có các bạn hỏi là lá nó vàng vàng thì nó có ảnh hưởng nguy hại gì không? Đây như mọi người nhé, cam mình cũng lá vàng này. Nhưng mà thật ra thì mọi người biết là khoanh thì nó làm cho cây nó, nói cách khác là làm cho bộ rễ nó yếu đi, nó không hút được chất thì tự nhiên nó sẽ bị thiếu cái dưỡng chất ở bên trên. Thì cái giai đoạn này thì cam đường canh nó bắt buộc, nó có những nhà vườn thì nó quá hê thì nó mới gọi là sợ. Còn nó vàng như kiểu màu giá riêng thì là cái vàng để xử lý để nó giữ quả đấy, thì không sợ mọi người nhá. Mọi người cứ khắc phục từ từ cái bộ rễ là nó sẽ phục hồi lại và nó sẽ xanh lại đấy. Chứ mọi người không nên tránh, mọi người bón hàm lượng đạm quá cao trong cái giai đoạn này nhá mọi người nhá. Không nên bón đạm nguyên trong cái giai đoạn này là cây nó sẽ không ăn được, nó còn thậm chí nó còn ngộ độc, tại vì bộ rễ của nó đang bị tổn thương, nó chưa hấp thụ được hoàn toàn. Đây như mọi người nhìn là cam lồng vàng, cam tròn của nhà mình thì lá này nó xanh đen luôn đúng không ạ? Mọi người nhìn lá nó rất là xanh luôn đây cây này đúng không ạ? Lá xanh đen luôn, nhưng mà cái cam canh thì lá nó lại chuyển màu vàng. Tại vì sao đây như mọi người nhìn? Tại vì là mình khoanh xử lý như mình vừa nói thì cũng chả sao đâu. Mọi người cứ theo cái cách là mọi người cứ phục hồi bộ rễ từ từ mọi người nhá. Mọi người cho kích rễ đó, thì thường kỹ thuật là sau khi mình tưới kích rễ thì ít nhất phải được 15-20 ngày khi bộ rễ nó đã ổn định thì mọi người mới tiến hành, mọi người cho phân bao ăn, ví dụ như là phân 15-15, mà tốt nhất là mọi người lên cho hàm lượng phân cân đối mọi người nhá. Giống như bác Linh, bác cũng hỏi là thế cho lân được không ấy. Có người thì bảo là cho lân để chống lứt. Thật ra thì lân nó cũng có biện pháp nó chống lứt, nhưng mà cái lân nó có rủi ro mọi người. Bón thừa lân thì nó cây quả nó sẽ bị xù vỏ, dày múi, và sau nó chín thì nó hay bị khô múi, khô đầu. Đấy là do bị tác dụng của lân, nó thừa lân, nó nhiều lân quá thì cái hàm lượng lân nó cao thì nó luôn là nó ức chế cái sự phát triển của cây. Đấy, thế nên là mọi người lưu ý là mọi người không nên bón như lân nhiều quá trong giai đoạn này, mà lân mọi người lên chỉ bón ở trong cái giai đoạn đầu năm. Đấy, và có thì mọi người sẽ bón ở trong cái giai đoạn khi mà lộc hoa, lộc quả, quả nó đang đậu rồi ấy, thì mọi người có thể là bón nguyên lân được. Đấy. Nhưng mà nhớ là không được khoanh. Khoanh thì trước khoanh thì mọi người bón được, còn khi đã sử dụng khoanh thì mọi người tốt nhất là mọi người không nên bón bất cứ một cái gì, mà mọi người chỉ tưới bằng cái lòng nước để mọi người cho nó giữ ẩm cho nó, để bộ rễ cho nó khỏi bị tổn thương thôi. Mọi người lưu ý là đừng có cho phân ăn hoặc là cho lân ngay sau khi quá trình sau khoanh. Lưu ý với mọi người là như vậy mọi người nhá. Thì đấy là mình chia sẻ cái thực tế của nhà vườn mình làm và cái sự hiểu biết của mình, thì không biết có phải hay không thì mình chia sẻ với mọi người. Rất là mong video hôm nay chia sẻ cũng không hết được tất cả các ý, nhưng mà có được những cái ý nào mình biết thì mình đã chia sẻ với mọi người. Rất là mong mọi người luôn đồng hành và ủng hộ kênh cho mình. Đấy, như mọi người nhìn này, đây là cành dưới tầng gầm của mình này. Đấy, quả này rất là đẹp mọi người nhá. Đấy, rất là mong mọi người luôn đồng hành và ủng hộ kênh cho em. Đến đây em cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Hy vọng rằng video cũng có thể là chia sẻ, hỏi han và giúp ích được mọi người phần nào, cũng như là chia sẻ những cái dòng thuốc giữ hoa giữ quả. Thì đã có rất là nhiều các bác thành công từ những cái phương pháp làm về cam đường canh của em. Thì em xin có lời chúc mừng tất cả mọi người, cũng như là cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và tin tưởng em trong suốt thời gian qua. Nên có lời cảm ơn tất cả mọi người nhé. Hy vọng rằng video hôm nay chia sẻ cũng chỉ là hỏi thăm và tâm sự với mọi người một chút công việc vậy thôi. Hẹn mọi người gặp lại trong những video sau. Thân ái chào mọi người ạ.